Rồi, hello Nam nha. Giới thiệu cho Nam một cây cưa hóc khó còn mới tinh ha nè. Cái này là size của nó là 160 mm ha. Đây. Còn mới luôn ha. Và hai cây hóc khó nữa ha. Hai cây này thì mini nha nè, này 105 105 cm ha, còn như mới. Cây này là 10 cm. Lưỡi còn zin nguyên ha, đã đang thấy nó bám này. Bám cái da tay là em biết rồi ha. Đó. Cực kỳ bén luôn ha. Này 10 cm. Tổng chiều dài là 23 nha. Và cây này là 125. Đó. Là 12,5 mm ha. Đó. Siêu mini nha nè. Cây này là siêu mini. Đó, răng nó cực kỳ nhuyễn luôn ha. Cái này lâu lâu được mấy cây đẹp thôi. Này con này như mới luôn ha. Và một cây cán gỗ 210 mm. Còn mới tinh luôn ha nè. Con này là răng nhuyễn nè ha. Mấy cây này dành cho những cái nam nào mà cưa phôi chuẩn ha. Đó. Còn anh cưa phá thì anh dùng mấy răng lớn phá cho nó nhanh. Còn cái này để anh dùng cưa những cái phôi chuẩn rồi ha. Nên cần cưa cành chuẩn nên anh cưa phôi đó. Nó lâu nhưng mà nó không có bị ướt da nha nè. Rồi một cây gom boy 210 ha. Này thì dơ thôi, lưỡi thì còn như mới nha nè. Này lưỡi như mới. 210. Cái này cũng 210 luôn ha. Đó. 210 có nghĩa là 21 cm đó, ha. Đó, lưỡi còn nguyên zin luôn. Mấy cái này mà anh em muốn mới đẹp anh em về ngâm xà bông anh em chà này dính đất. Này, dính đất thật ha. Chà rửa sạch sẽ thôi ra. Quan trọng mình lựa cho anh em là những cái cây còn nguyên zin, lưỡi nó còn zin ha. Rồi tiếp theo là một cây tỉa tán ha. Cây này thì dành cho những anh em nào mà làm những cái cây tán lớn á, như cây xanh đi đổ á, ha, anh hớt hoặc là hàng rào hoặc là anh tỉa những cái cây cây kiểng, ví dụ như là những cái cây mà anh em làm mà ba cái con hươu con nai rồi chẳng hạn đó, ha, anh em tỉa cho nhanh anh dùng cây này nha. Cắt rất là ngọt luôn ha. Đó, cho này ngọt. Này thao tác nó nhanh đó. Đó. Này là tỉa tán ha, gọi là tỉa tán lưỡi cong này. Đó. Cái cán nó cong. Rồi, nút khóa bằng sắt đây. Cây này dài là 30 nha anh, chiều dài 30, lưỡi của nó là 13 cm, 14 cm ha. Anh tỉa tán khỏe. Và một cây tỉa tán nữa ha. Cây này thì dành cho anh tỉa bonsai lớn. Đó. Mấy cây này thì lưỡi rồi mình dọn ok hết rồi, anh chỉ việc về dùng thôi. Ha. Lưỡi mài cho này ok hết. Cái nào zin là mình báo zin ha. Đó, cắt rất là nhẹ nhàng luôn. Mấy cái này anh em về chỉ việc dùng thôi nha. Đó, không cần mài dũa gì nữa. Rồi, cây này là cây tỉa tán size 26 năm nha. Size 26 năm.
Rồi tiếp theo là một cây mẫu B, một cây kéo các cành mẫu B ha, cây này còn nguyên zin, cây này thì lưỡi còn nguyên zin nha nè, lưỡi chưa có mài dũa gì ha. Đó. Ốc chưa mở luôn ha. Rồi, một cây cắt cành mẫu B xa 20,5 còn nguyên zin hả nè. Để mình giới thiệu mấy cây cắt cành Kokasune mà với lại ARS mà mình mài miệng rồi á, để cho giá rẻ rẻ cho anh em về anh em xài anh em phá cho sướng nha. Thì có những cây mà mình cũng còn nguyên zin thì những cái cây đó thì giá nó cao hơn ha. Rồi tiếp theo là một cây mẫu B nữa ha, đây cũng còn nguyên zin luôn, lưỡi nguyên zin này đó. Anh em nào thích những cái cây zin thì anh em lấy, còn những anh nào thích mà hàng mài rồi cho nó rẻ tiền thì anh em báo mình nha. Và mình có nhiều lắm mà nhưng mà mình không có đưa lên, nó chật chỗ lắm. Những cái đẹp đẹp mình mới đưa lên ha. Cái này size 20. Đây, cái mẫu B size 20 ha. Và một cây mẫu A cũng nguyên zin luôn nha anh. Cây mẫu A. Dòng này thì dòng A, dòng mẫu A này thì thường thường thép nó nặng hơn. À, những cây này nó đầm hơn, thép nó chất lượng hơn ha. À, những cây này thì những anh em mà làm hàng nặng á, xài nó sướng, nó đầm tay. Cây này nó đời mấy cái đời đầu cho nên là nó rất là nặng. Cây này size 20 nha, cây mẫu A size 20. Rồi tiếp theo là cây mẫu B, cây mẫu B này thì size nó nhỏ. Cái này size 18 năm nha anh, size 18 năm. Cũng còn nguyên zin luôn ha, lưỡi nguyên zin. Ốc chưa tháo luôn ha. Đó, lưỡi nguyên zin. Rất ngọt nha. Rồi, tiếp theo là một cây chữ A. Một cây chữ A đời đầu thép gác, cái này lưỡi thép gác ha. Đó, cái này thì nói chung là vệ sinh renew lại rồi, đó, như mới, đó, như mới thôi. Mấy cái này anh em nào sưu tầm cũng được mà mua làm cũng được ha. Sưu tầm thì em có khi những anh em là không thích đem ra nên làm những cái cây nhất là những cái cây nguyên zin. Cái này size 20 luôn ha. À, 19 năm, 19 năm. 19 năm. Những cái cây nguyên zin là đa số anh em quấn khăn, anh em tẩm dầu, anh em để chơi. Còn cái dòng này thì dòng renew. Này thì đã dọn lại rồi ha. À, dọn lại sạch sẽ. Anh em thích thì về chơi cũng được, mà thích sưu tầm chơi, thích vừa chơi vừa làm cũng được đó ha. Đó. Cây chữ A đời đầu ha. Và một cây ARS, cái này thì còn nguyên zin ha nè, mày còn nguyên zin. À, để mình lấy cái dòng mà mài rồi cho anh em xem này. Đây như cái cây này, ha. Đó cái cây này là cây thép trắng nguyên zin này, anh em thấy lưỡi này ha, nó chưa có đụng chạm gì. Còn cây này cây thép đen, cây này cây mài rồi nha, đây lưỡi mài rồi ha. Đó. Thì ví dụ mà anh em nào mà cắt mua để về cắt làm sử dụng á cho nó rẻ thì Nam lấy cái này. Đây. Mình cắt cho Nam xem. Thì những cái cây này dọn rồi thì giá nó mềm hơn tí ha. Đó. Cắt rất là ngọt luôn. Nó cắt không khác gì mà cây zin hết á. Thậm chí nó còn ngon hơn cái zin đó. Mà không có nghĩa là cây zin là cắt dễ hơn nha. Cái cây này là mình mài rồi ha, cây này thì 250, cây này anh em nào lấy thì báo mình.
250 nha, tại vì những cái cây đó là giòn, nó bị dăm lửa. Còn những cái cây này nè, nó nguyên zin nè, những cây này là nguyên zin, lửa còn nguyên zin, đa số là nạp thích nguyên zin. À, và tiếp theo là hai cây này mình cũng dọn rồi luôn nè ha. Hai cây Okasuna 18 nha, cây này size 18. Mấy cái này dọn hết rồi. Size 18 nha nè. Này size 18 luôn ha. Đó. Size 18 ha. Đó, lưỡi là lưỡi mài rồi nha, lưỡi này lưỡi mài rồi. Thì như vậy là còn 80% nha. Để anh em về anh em cắt thoải mái. Có những anh em làm mà cắt dưới rễ dưới đất rồi á, anh em cắt thoải mái luôn, nó rẻ mà. Với lại cái dòng Okasuna này anh em biết rồi, thép nó cực kỳ bén luôn ha, anh em càng cắt nó càng bén nữa. Đó, thì mấy cái cây này thì nó không còn nguyên zin, cho nên là nó mình bán rẻ cho anh em luôn ha. Đó. Thì trong cái quá trình bãi ấy, thì nó có đây, nó bị sức bong này, cái này thì không sao nha. Đó. Có những cái cây zin nó có lủng lỗ rồi tùm lum hết, nhưng mà quan trọng là cái lưỡi này, mà quan trọng là lưỡi. Thì lưỡi như vậy là còn 70-80% nha. Đó. 80-90% luôn á, chứ không có cùn lắm đâu. Nhưng mà do là nó không có zin nữa cho nên là mình không có bán như theo cái giá zin được. Cái cây này mà mấy cái giá zin anh em đụng vô toàn 400-300 mấy, gần 400 không nha, không ít đâu. Tại vì mấy cái này hàng zin mà em lựa được hàng zin là hiếm. Đắt ha, được hai cây này mình dọn rồi, hai cây rồi. Trước kia anh em có đặt có hai anh em nào đặt mình là hàng mài rồi nha, hàng mài rồi của Okasuna luôn, nhưng mà dòng cấp tỉa. Thì đây là mình mài rồi đó, mấy cây nào mài hết rồi này, là cái tỉa nha. Đó, tỉa Okasuna mài rồi á, 150 một cây nha, mài rồi nha anh em, cứ việc về dùng thôi. Để ra để mình giới thiệu cho anh em mấy cái cây mài rồi ha. Chắc nó rất là ngon. Còn anh em mà tự mài nha, anh em tự mài thì 100.000 cây. Có được, có anh em nào điện mình đã bán giá bèo giá phôi rồi, 100.000 một cây rồi, còn bắt mình mài 100.000 nha nè, rồi còn bao ship cho ảnh nữa. Trời ơi, mình nghe mình hoảng hồn luôn. Mình cũng không nghĩ sao người ta lại nói được ra những cái câu như vậy. Mình ta bán 100.000 là bèo lắm rồi, còn ngồi vô mà bật máy lên mà mài ra cho nam nữa, hai cây lấy 100.000 tiền công mà nam còn chê mắt nữa thì thôi rồi luôn, không biết xài cái gì luôn ha. Đó, đây là những cây mài rồi này, ha, mình dọn vệ sinh hết rồi. Đó là hàng 150 nha. Còn em muốn lấy mấy hàng mà chưa dọn dẹp gì á, 100.000 cây thì em báo nha, nhiều lắm. Rồi tiếp theo ha, mình giới thiệu tiếp theo là cặp kéo tỉa. Rồi tiếp theo là một cây kéo tỉa đa năng ha, tỉa đa năng hai lưỡi cắt. Cây tỉa đa năng hai lưỡi cắt. Mấy dòng này thì mấy dòng cao cấp rồi, mình không nói rồi, nó mắc tiền gấp 3, gấp 4 lần. Rồi. Tiếp theo nữa ha, một cây kéo tỉa đa năng, cũng hai lưỡi cắt luôn. Nhưng mà cây này là mũi ngắn nha, dòng này dòng mũi ngắn. Này dây da rồi còn nguyên zin luôn. Miệng lưỡi rồi mót lại cho anh em rồi ha. Mang về chỉ việc xài thôi. Dòng này là anh em tỉa những cái cành lớn lực đó, bởi vì cái miệng nó ngắn. Đó. Cái này size 17 năm nha nè. Mấy cái này anh em xài cả đời không biết hư chưa. Đừng có cắt với cát, đừng có cắt kẽm cho mình là được ha. Size này 17 năm. Tiếp theo là một cây T7 ha, một cây T7 bản lưỡi dày.
T7 bạn lửa dày cái đá năng nha nè, cái này cái đá năng. Đó đang thích mấy cái zin này nè. Cái mà chưa mài lửa ha. Mà mình nói có mài lửa hay không mài gì thì nó cũng nguyên zin. Nó như zin như như cắt anh em cắt như zin thôi. Có khi nó bén hơn nữa ha. Nhưng mà có những anh em họ thích nguyên zin, họ không có thích mài. Thì anh em lấy những cây như vậy. Rồi, tiếp theo là một cây đa năng ARS ha. Này 140. Cái này cũng còn nguyên zin luôn nha. Này cái lò xo đâu rồi không biết nữa. Thôi cái này để chút mình lấy cái lò xo mình bỏ vô. Có một cây mà mình nó rớt cái lò xo ra ngoài. Chờ một tí ha. Đây. Nó rớt cái lò xo ra. Cái lò xo này mình không có bán nha nên cái lò xo này không có bán cái loại này. Giờ chỉ có bán những cái lò xo mà V hoặc là lò xo của Okasune cắt cành hoặc là tỉa. Okasune là nó dùng một loại nha nên. Còn cái này mình không có bán, cái này là của theo kéo luôn nha. Cái này về kéo kéo nào thì nó có kéo đó thôi. Mất là thua luôn á, chịu á. Nên tự chế xài. Có nhiều anh em hỏi mua mà mình không có bán. Rồi cây tỉa đa năng ARS 140. Và một cây tỉa đa năng ARS nữa ha. Đó. Cái này thì còn nguyên zin. Này chịu khó về vệ sinh này cho nó đẹp. Lưỡi còn nguyên zin hết ha. Rồi tiếp theo là cạp xéo ha nè. Cạp xéo thì mình sẽ giới thiệu cho nên những cái cây mà zin hoặc là những cái cây mài rồi. Đây. Có nhiều anh em hỏi là mua những cái cây mài rồi cho nó rẻ tiền ha. Thì như cây này là 400.000. Đó, cây này thì lưỡi là còn 90%. Cây này là không có gì hết, lý do là nó bị dăm lưỡi ha. Đó, chỉnh sửa lại cho anh em xài thôi. Đó. Cây này là hàng thủ công nha nè, hàng thủ công chứ không phải là hàng thương mại ha. Hàng thủ công cho nên là nó hơi xấu tí, thô thôi. Nhưng mà về anh em cạp rất là sướng luôn ha. Lưỡi làm rất là đẹp luôn. Để mình test từ giấy cho anh em xem. Mấy cái này anh em cạp thì nó không khác gì cạp mới hết ha. Cạp không khác gì cạp mới. Mà nó hơn được cái cạp Trung Quốc nữa. Rồi cái này thì chỉnh sửa rồi cho nên là giá nó mềm dễ ha. Cái này size 20.05 nha. Có cán cao su luôn, rất là êm. Đó là chỉnh sửa rồi. Thì chỉnh sửa rồi á, thì tùy theo cái độ cái phần trăm của nó. Ví dụ như cây này này cũng cái lưỡi cũng mài rồi này, nhưng mà cái này là mài theo như kiểu là dăm mót lại cho nó bén thôi. Chứ thực ra là nó còn nguyên zin nha. Đó, nó còn nguyên zin hai ly hở luôn ha. Đó, chưa mài chốt là gì hết á nha. Đó, như kiểu nó còn nguyên zin á, chỉ mót lại cho nó bén thôi, chứ còn cũng giống như zin thôi. Găm thép cũng còn rất là đẹp luôn. Chứ còn ví dụ á, những cây mình hạ lưỡi á, thì nó mình mới mài cái gốc này lại ha. Hạ lưỡi là thường thường là anh em hay mài cái chốt này, nhưng mà đừng anh em mài cái cán này. Đó, mài cho nó âm vô không sao hết, để nó có cái độ hở ra, để khi mình cạp nó sẽ có cái độ đàn hồi ha, nó nghiến được cái phần mình muốn cạp. Đó, cây này thì nó cũng như zin thôi, nói chung là còn 90%. Nó đẹp. Thì mình giới thiệu cho anh em kỹ vậy đó, để anh em biết ha, anh em biết được để anh em mua. Còn những cây nào mà mài chốt rồi thì mình sẽ báo mài chốt rồi. Đây ví dụ như cái cây cặp tròn này chẳng hạn này ha. Đây. Cây này á, là cái phần lưỡi á, là mình mài cho anh em rồi, rất là bén luôn. Bởi vì cái này là lúc trước nó bị ai cạp cái gì mà đi bị mẻ một tí đây, thì mình hạ cái lưỡi xuống ha. Đây, hạ lưỡi xuống thì đồng thời mình sẽ mài ở đây. Đây ha. Đó, mài ở đây. Để anh chi cho cái hali này nó hở ra. Đó, nó hở ra để cái quá trình mình cạp á, nó sẽ
ăn mạnh hơn đó, nó nghiến đứt như mình nói cái cây cạp xéo vậy đó, kiểu vậy ha. Thì về ăn cạp cũng như cạp mới thôi, không khác gì hết, nhưng mà những cái cây này nó không có được zin ha, thì những cái cây này giá nó sẽ mềm hơn đó. Thì anh em nào có dặn rồi đó, thì báo mình nha đó. Cây cạp tròn ha, cạp tròn dọn rồi. Còn cái cây nguyên zin là anh em thấy này, mình so sánh cái cây nguyên zin cái miệng này anh em thấy không đó, miệng còn nguyên zin, hai ly hở ha, đó hai ly hở cả khúc luôn đó. Cây này thì nó không có mọc ha, anh em cứ nghĩ không có mọc là không phải là hàng 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 không phải hàng Nhật ha, đó, đúng. Và cái này dành cho những anh em hiểu, anh em chơi thì mới dám mua, còn mấy anh em mà cứ đòi có mọc mọc thì nó khác. Ví dụ anh em đòi có mọc thì mình cũng có những cây có mọc thôi đó. Còn giá thì nó chênh lệch nhau 100, 150 ngàn, không có gì hết. Cây này cũng xa 20 luôn, này mình chưa cho dầu luôn, nó còn hơi khô một tí. Đó, thì những cái cây zin này thì mình sẽ báo zin ha. Đó, còn những cái cây zin mà nó có mọc nó khác nữa. Nó cũng tùy cái độ đẹp anh em ơi, nó tùy độ đẹp. Nó zin mà nó rổ hoặc nó zin mà nó còn nguyên. Đây ví dụ như cái cây này ha. Cái cây này nó cũng còn nguyên zin nhưng mà do mình chưa có vệ sinh ha, nó dơ. Đây. Thì cây này thì nó có mọc này, đó ha, đó. Miệng lưỡi cũng còn nguyên zin nha. Đó, ví dụ như cái cây này thì giá nó hơi cao một tí thôi, nó cũng cao hơn 100, 200 ngàn gì thôi. Đấy, như cái cây này cũng cái zin này, nó cũng có mọc này, nhưng mà cái phần này nó hơi xấu xấu này, nhưng mà đa số là anh em cũng quan trọng cái hình thức lắm, cho nên là như ví dụ như cây này thì nó lại rẻ hơn 50, 60 ngàn, nhưng mà nó còn nguyên zin, lưỡi nguyên zin ha, cốt kiết là chưa có mài hở cái khúc, gầm thép còn đẹp nữa, này mình cũng chưa vệ sinh luôn, chưa vệ sinh ra thì chắc nó cũng sẽ đẹp thôi. Mấy cây này vệ sinh nó cũng đẹp, tại mình cũng để nguyên zin vậy đó. Mấy này thì những em nào hỏi cũng mới được. Rồi tiếp theo nữa ha, là một cây cạp xéo, một cây cạp xéo Hali chỉnh ha. Cái cây này lúc trước mình cũng có bán cho nhiều anh em rồi. Đây, cái Hali này vặn vô vặn ra này, để anh em giới hạn cái độ cạp ha. Đây. Mình chỉnh theo cái giới hạn cái độ cạp này. Cây này thì mài lưỡi rồi nha. Đó. Lưỡi dọn hết rồi. Rất là ok luôn ha. Nói cái dòng này cạp thì cái rất là bén. Bởi vì cái má nó nằm ngang á, nó không có nằm xéo quá ha, nó nằm ngang vậy. Khi anh em cạp vô anh em cắt cái thẹo nó rất là ngọt nữa. Đó, anh em chỉnh cái Hali này. Đó, rồi cây này thì size của nó là 20/5 ha, size 20/5. Rồi tiếp theo là một cây cạp tròn, cây này cây mini thép Nhật, cây này thì hàng lưu kho còn như mới ha, hàng lưu kho. Tiếp theo một cây cạp đa năng, một cây cạp đa năng nguyên zin nha nè, cây này còn như mới, gầm thép rất là đẹp luôn ha. Nó hơi bị trầy trầy ở cái phần cán này thôi, không sao hết ha. Cái này thì quá trình nằm bãi nó va chạm thì mình không nói. Đó, còn ở trên thì tuyệt vời ha. Lưỡi liếc rồi còn nguyên zin hết nha nè. Hali hở ha. Đó, rất là đẹp luôn. Nhưng mà nó là size mini nha. Một cây cạp đa năng size mini 16 năm ha, gồng 17. Cặp đa năng là nó bầu lên em này, nó bầu nó không phải xéo nha, nó vừa tròn vừa xéo á. Rồi, tiếp theo là một cây cắt kẽm ha. Cây cắt kẽm. Cái này là dành cho anh em làm cắt những cái kẽm mini hoặc trung mà. Thì cái này là vừa anh em cắt kẽm vừa bấm cành luôn. Tức là anh em cạp cái kẽm, những cái kẽm nào mà nó nằm trong cái cành nó bị
cái khô bị chết đó, anh em làm biến tháo quá, anh em bấm cạp luôn cả cái cành, anh em bấm luôn cả cái cành được ha, rất là ngọt ha. Anh em bấm luôn được cả cái cành nó cho nó đứt luôn á, hoặc là anh em bấm rễ ha, bấm rễ rồi chẳng hạn. Mình nghĩ mấy cái này anh em cạp cành là sướng hơn, đi cắt cảm mình thấy uổng quá. Nhưng mà nó là cái cắt kẽm thì anh em cứ cắt kẽm bình thường ha. Nó là cái cắt kẽm chứ không phải là cái cạp như này. À để mình đo size luôn ha. Cái này size 20. Rồi, tiếp theo là một cây kéo tỉa. Tỉa chi dâm. Cái này size đại nha, này là size nói chung là nó cũng không đại mà cũng không trung, nó lớn. Cái này còn nguyên zin, lưỡi là còn nguyên zin hết ha. Nhưng mà nó tới 22, 21, 22 gì 21 nha nè, 21 à, cái bản này nó lớn lắm, cây này nặng. Rồi, tiếp theo là một cái bướm ha. Một cái bướm Masakuni. Cây này thì lưỡi còn nguyên zin nha. Đó, lưỡi massage còn nguyên zin. Cái này là cây cắn liền nha nè. Cái này trong cái bộ sưu tập đó, tháo ra bán lâu lắm rồi, cả năm rồi chưa đi kéo. Hồi đó nhập cao quá, nên cái hồi đó mình mua cây này gần 3 triệu rồi đó, trong cái bộ sưu tập mà nó thiếu cái này thôi. Tại vì cái dòng mà dòng bướm mà cắn liền, bướm massage mà cắn liền như vậy á, mà lưỡi đẹp zin như vậy là hồi đó nó mắc lắm. Hồi đó mà đụng vô thì thôi rồi luôn. Có người bán anh em biết 3 triệu rưỡi một cây đó, mà tìm không ra trong cái bộ sưu tập mà thiếu cái này thôi, hồi đó mình mới mua gần 3 triệu. Ghê thiệt. Nhưng mà giờ bộ sưu tập banh banh ta lòng rồi. Bán cho anh em lần đầu là anh em này chia món này món kia chia chia riết cái bể nguyên cái bộ luôn. Rồi tiếp theo là một cây cào thép trắng Kikuwa, một cây cào rễ ha, cây cào rễ Kikuwa thép trắng này size 25 năm. Chơi thì sưu tầm chơi vậy thôi anh em ơi, chứ nhiều khi để anh em thấy rồi anh em năng nỉ chia rồi cũng phải chia, chứ không chia cũng anh em hờn dỗi mệt lắm. Rồi tiếp theo là một cây nhíp Masakuni nha nè. Cây này còn mới tinh ha. Đó, còn mới tinh luôn. Một cây nhíp Masakuni. Rồi tiếp theo là hai cây dao. Hai cây dao ha. Hai cây dao thép ghép ha, thép kẹp á. À, thép kẹp chứ không phải thép ghép. Này thép hai lớp á nè. Hai con da cóc ha. Hai con còn zin nguyên, một con là chưa sử dụng và một con là xài lướt. À, con này xài lướt, con này chưa sử dụng, lưỡi còn nguyên zin luôn, chưa có mài luôn ha. Và một cây cũng một cây thép kẹp nữa, nhưng mà nó là cây có hộp, nó có cái vỏ ha, cái này nó có cái vỏ đầy. Cái này những anh em nào mà lớn tuổi làm thì ăn muốn an toàn thì mình đây mình làm xong mình để lại ha. À có cái kéo tỉa mình mài lưỡi rồi nè, cái này thì độc luôn, cái là nó rất là cổ luôn ha. Cái này mài lưỡi rồi, đây lưỡi mài rồi ha. Mấy cái cây này thì để rẻ cho nên cái này mài lưỡi rồi nha nè. Anh em mua về vừa chơi vừa xài, vừa chơi vừa xài cũng được đó ha. Đó. Nhưng mà nó ngắn lắm nha. Nó trước là nó rất là ngắn. Cái này 16 cm nè. Này anh em nào mua về vừa sưu tầm vừa xài thì báo mình ha. 200.000. Đó, 200.000 cho anh em xài. Cái này mài lấy công thôi anh em ơi. 200.000 nha. Cái dòng này nó sướng cái là ví dụ sau này anh em xài cái cốt đó, nó rơ thì anh em tán lại ha. Đây, nó có hai tán hai bên. Anh em tán, nó lỏng thì anh em cứ tán lại xài thôi, không sao hết.
Cái này cổ đẹp ghê luôn, cũng thích lắm, mà nó không còn được zin, nó không thích thôi. Rồi tiếp theo nữa là một cây mỡ hom cưa ha, mỡ hom cưa. Anh em nào chưa có mỡ hom cưa thì báo mình. Và hai cục đá ha, hai cục đá mài, một cục mài thô và một cục mài hai mặt ha, một cục mài hai mặt này. Đó, cái cục này có hai mặt, một mặt mà phá thô và một mặt mài bén ha. Đây. Còn cây này thì nó có một mặt thôi, có một mặt thôi ha, còn 6 cục nữa nè. Rồi tiếp theo là chai dầu bảo quản ha, dầu dầu này là dầu bảo quản nha, chứ không phải là tẩy. Đó, nhiều năm về bôi về kêu mình sao mà tẩy không được. Rồi anh em cần món gì thì Zalo giúp mình ha, mình sẽ gửi hình ảnh và giá cụ thể cho anh em. Còn những cái kéo mà mài rồi thì anh em cứ liên hệ đi, kéo cắt cành cũng có, kéo tỉa cũng có nha. Và những cây mà chưa mài anh em cũng cũng có thể liên hệ những cây chưa mài nữa, ví dụ những cây cây cắt cành mà chưa mài anh em mình cũng để rẻ cho anh em luôn, 100.000 cây ha, nhiều lắm, và mình sẽ chụp hình gửi qua cho anh em xem. Rồi bye bye anh em ha.